Đây á, mẹ bây giờ thì mong năm ngày này. Nhưng bây giờ định úp nó vào thế này à? Đấy, tương lai, tương lai, tương lai. Demo. Mấy ông mẹ Việt Đức mẹ nhìn mẹ phải sợ luôn. Bảo tu nghiệp bao năm ở nước ngoài chưa làm được. Sợ thua mấy ông sợ cây. Demo. Thua mấy ông sợ cây. Đấy. Đầu lìa khỏi cổ. Ngày trước là như này nhỉ? Hôm trước là vừa nãy như này nhỉ? Ừ, như này. Thế này. À, ừ. Đấy, thế này. Được rồi. Nhét con ba. Nó phải chích sang bên này kìa. Nhét con ba ba vào đây. Đấy. Mẹ nó mẹ thế này là bên này là cây này. Đấy, cụ rùa đấy. Nhét rồi. Đấy, vẫn là của nó thôi. Nhưng mà nó quá. Anh nhìn nuôi tầm độ phải cây này nuôi 3 tháng bằng cái này. 3 tháng nó được giật ăn này. Ngon. Anh giật được. Mà. Ok. Nuôi tất cả là nuôi có nghĩa là mình không phải nuôi phần đàn chỉ ăn phần mít thôi. Đấy. Dương lên một tí nữa. Có ông nào đăng ký lấy cái cục đấy không? Hai củ thôi, đúng không? Cái đầu mẩu á. Rồi này ông chủ tân này tẩm cưa ngon thế. Ừ. Đây là phá hàng đại rồi, nhiều hàng đại to. Mới mài lại cưa này. Cắt nó hơi ngọt. Hôm trước thì cưa cái cành con này ngón tay khô sở. Đồ anh cứ đan xong anh cứ vất mưa gió rồi là chuyển cổ. Đến có những ông mà những hộp đồ mẹ lưng hộp đồ nước mẹ. Sợ thật. Làm xong phải giữ đồ lau sạch sẽ. Kể cả những cái nhựa nó đã bị nhai rồi riêng mấy cái kéo. Thứ nhất làm xong rồi rửa, sao sao được kéo. Ấy, khác chưa? Xoay xoay đây thì sao? Nhìn nó khác rồi. Xoay xoay đây. Đấy. Đấy. Cắt con nước. À. Vừa nãy nó bảo bao tiền đấy anh vừa nhỉ? Cái này 22 triệu. 22. Chụp xong có tính thêm tiền không? Thôi, tùy đúng không? Vẫn lấy thế này. Tùy đúng không? Nếu mà đẹp quá thì suy nghĩ lại. Đục này thì ngọt đấy. Đục này sắc lắm. Ừ. Mới mài hôm qua. Không phải. Cái đồ này. Chứ cái đồ ta kia thì phải 3 hôm thì. Của ông mã ông người bán ấy ra cái đồ này sắc lắm. Ừ, cán đục nó đã ngon rồi. Bộ này mua 700 ấy. 700 đấy là mua vẫn còn đắt đấy. Hơn chứ nhỉ? Đúng rồi. 700. Đắt đấy. Ơ cái dùi này bán ở đâu vừa nhỉ? Mẹ mã. Tìm mãi. Mạng kìa, mấy cái thấy mấy cầm bằng kia tay bị cầu thang mới đục. Đằng nào cơ? Mã đây, bán ngay chỗ này này. À. Rẻ là số... Hôm nay không bán đúng không? Rẻ là bán cái. Hôm nay không bán đúng không? Có. Ra làm cái dùi. À. Cho nó chuyên nghiệp. Không có dùi, nhưng mà hôm mẹ, ông nào đến vứt mẹ đâu, dùi mới luôn. Mua 50.000 cái dùi đấy. 50.000 quá chứ. Hôm nào vào thành thật anh nhặt cho mấy cái. Ôi được. Ở đây em ơi. Chính cái tay cầu thang đục nó mới đầm nhá. Đấy. Còn cái này nó vẫn còn nhẹ. Nhưng mà cầm nó ấy, nó cầm nó không có. Cầm nó không có tay cầm. Cầm nó không đúng kiểu. Nhìn nó mẹ như cầm hòn gạch ấy. Cầu thang được chế cơ. Nó phải chỉnh chất ngay ngay đấy. Nhưng mà đêm mẹ đục vàng lắm, hàng xóm mẹ nói mệt. Đúng rồi, cái này đêm nó như có mõ ấy. Đục nhẹ nhẹ này nó như có mõ này. Thế mà nghe ghê bỏ mẹ. Cái này ồn. Như có mọ mà mình ở nhà mình hay nằm cái đêm mình đúng rồi mẹ nó vào đêm nó vàng nó vắng mà mình nằm cái đêm hay nằm cái đêm ấy. Tí nữa mẹ lùa mấy cái dê kia cái là mà chắc ngay hàng xóm bỏ tuyền hôm nay mà thấy cũng mẹ đúng mà lại cứ lẩm bẩm ấy mẹ như giờ hơi không đông nhẹ nó như có mọ thật mẹ đông nhẹ gõ mọ nhưng mà mẹ không nói gì với anh mẹ cứ lẩm nhẩm như giờ hơi ấy. Đấy, mẹ hàng xóm một hai hôm đầu chắc nó sợ đâu mấy hôm sau rồi. Bây giờ sao? Đấy. Sợ săn thành phố. Anh Nam ơi em về đây. Về cho chúng nhá. Họ rảnh ra đây. Rồi đây em làm ra. Đấy. Thấy chưa? Đầu cái bắt con sâu. Em về đi. Đi thẳng đây được. Nghệ đục. Vá mà xuống xem đục này. Nghệ đục. Sau đây đục về sau anh. Nghệ đục. Em muốn cho nó này đã. Nó này như này đã này. Thì bắt đầu mình làm. Bắt
đấy. Ngựa đục. Đục cái mẹ, đục cái hàng khô là sướng nhỉ. Mẹ. Nó không bị sơ như mấy cái mẹ đồ non non. Mẹ này là máy là đục sắc đấy, không được về là nhai. Ừ, nhai. Khổ lắm. Đục nó út chế mẹ. Này vẫn phải để logo nó xuống đây này, lên. Em bảo là đây thấp ông anh gồ phát lên đây này, thế là đẹp. Sau nó bóp méo này nửa phân ở đây. Sau nó bắt lên là nói tiền là mọi cấp chuyển cổ đấy, ngon đấy. Tí nữa làm lại cái chân này tí nữa ngon. Ừ. Nhấc nó khỏi cái mặt chậu quá, úi giời ơi. Thôi nó rồi. Đang cái chậu này là chậu nuôi mà chậu chậu trồng hoa. Mình hay làm cái đêm lắm tiền ạ. Vâng. Đa số làm cái đêm. Đêm nó không bị phiền, nhưng mà mỗi đội phiền hàng xóm. Ban ngày này đang làm lại có ông gọi việc này việc kia phiền. Ở trên ngoài Đức thì ông ấy xa nhau. Cái đêm thì nó nhìn được hết nó. Nhà anh em mình ở dưới này lại gần nhau quá, mẹ gõ qua bên cạnh là nghe ông cái đầu ngay. Đêm nó tĩnh rồi. Mẹ nhà hàng xóm mày có con nhỏ. Việc ai ngủ, cứ ngủ việc mình làm. Nhà hàng xóm nó có con nhỏ mệt lắm. Đập luôn đấy. Đùi vào đây. Lấy tiền rồi nó. Đấy, có tiền rồi đấy. Ngay. Nhát đục là như bọn nó hay bảo. Nhát cắt tiền tỷ đấy, à nhát đục tiền trăm à. Chú tăng anh ở đâu rồi nhé. Đấy. Được con ba ba đấy. Được con ba ba. Đây. Em nghe anh ơi. Đây. Em vẫn trong anh Tân. Vâng. À vâng, hay là tí nữa vào em uống rượu đi, được không? Xong đi. Vâng. Vâng, có anh Hải đang chờ em đây, tí nữa vào uống rượu đã nhỉ. Vâng. Ok anh, dạ anh. Ui, như cậu với mợ nhỉ. Như cậu với mợ. Đục thì cái đá dưới. Không, ở đấy thì đây này. Bên này thì xuống hẳn nữa, bên đấy thì cứ để. Nó từ từ lúc đi con đường thì nắp vào không nắp được. Lúc đó bảo ui thôi chết mẹ rồi. Không bôi được. Nam cứ phải bình tĩnh, đâu mà sẽ có đó hết. Diễn ra một đường xuống luôn. Chưa anh ạ, em để cho nó khỏe rồi. Cắt đấy, cái chỗ ấy phải thấp xuống, còn chỗ kia thì để nguyên cấp đi. Đúc vào ấy, đúc lại. Chỗ này giật hẳn xuống một cấp nữa. Để keo hai thành phần gắn vào. Đấy, à, cái chỗ cái mu á. Mu bên này phải thấp xuống phát nữa, nhịp nữa. Đúng này á. Đấy. Thấp hẳn một nhịp xuống. Kiểu như giật cấp nhẹ một tí đấy. Mất bên mu rồi đấy. Đấy, thôi cứ sửa dần đấy. Mẹ lớp dạy đục. Anh bốt thường mẹ mà nó là mở lớp dạy đục. Còn là riêng nhân. Mở lớp dạy đục. Nói là xấu hổ. Nói chung là mấy ông thợ mộc với mấy ông phẫu thuật chỉnh hình là nhìn mình là phải sợ đấy. Diễn đôn cái đường này cho ảnh hưởng rồi. Muốn lên bầm nhanh cứ để im đừng bộ. Nó khỏe là anh kia này. Bây giờ nó lên thế này nó phang 22 triệu. Đừng cắt. Cắt cái này nó... Đang nuôi đừng có cắt. Cắt treo. Cắt treo làm cái gì? Mẹ cần cái tay nó to này. Cắt treo làm cái gì? Không, sau này tay này. Lấy tay nào lấy thì anh cứ để đi đã. Tay này vẫn để phải để chú ạ. Dập đây này mẹ cho ăn hết cho nó liền hết cả để diễn ra một kia. Anh làm trước cái bệ đi cho nó sướng, nhổ nó lên đi.
Nhỉ, có nhổ lên luôn không hay là để sau? Đang tức độ đang nuôi này thì nhổ làm gì? Bóc luôn. Đang ôm định chân mà. Rồi cứ để. Định chân luôn. Đấy, chỗ này nhìn sướng. Đây này, cứ không cắt đỏ đâu. Để đây, diễn lên tay này, diễn dưới. Bạn muốn anh em muốn hình dung rồi phải cắt. Cắt to ra cái gì cắt không còn. Đấy. 22 triệu bạc. Vẫn cứ nuôi trên này thôi. Không cần phải chuẩn đâu. Vâng. Dễ đừng cắt hộ. Dễ treo được cắt hộ. Cứ để nó treo. Cắt này đúng cái dây xuống chắc thì thế. Nó móng đẹp. Không đục cái này. Đấy, bên này nữa. Đấy cái kìm. Bên này. Kiểu cắt cái kìm cắt. Thôi lấy kìm cắt. Thôi ông lười lấy thì xong mọi tay. Tôm dập được nó khổ anh có để đấy cái cắt được à giờ còn gốc nữa này nhỉ, còn cả gốc nữa đây này, hai này riêng hai này không bao giờ cắt được, cái này phải để giết một cụ, còn chủ yếu là giết cái này quá đẹp tín đồ của hồi đây mà giật mình rụng rời lổ lốt lấy bê vẫn phải cắt vào. Mi vừa bonsai lại còn vừa hoa vừa lá thì nhỏ tí tiểu cảnh tụ tập hết vào đây nó quốc hồn quốc túy hết vào cái tác phẩm này quốc hồn quốc túy của Việt Nam này cái cưa nó cái cưa mà lưỡi nó to quá nó khó cắt những cái sợi mềm. Đây nó quắp xuống anh ạ. Dây nó quắp xuống trên ạ. Nó đục về lên là trên là được. Ăn xuống sâu rồi anh ạ. Nó ăn kiểu dây quắp xuống ấy. Thôi rồi. Bạn buôn được bao tiền chú? Một tá. Hôm nào làm về làm rửa sạch cái làng cái bình ngâm với mấy con sâm. Cái đấy giữ cho chú ơi. Cái đấy được cắt. Cắt cái đầu này. Cái tay to này cứ để
còn bây giờ mình chỉ cần nó khỏe mình điện nó lại nó được với lại nó được cũng được này cấu này đây thằng này với thằng này là sát nhau rồi nào lên rồi cấu vẫn nó còn này thẩm mỹ lại thôi có tiền rồi rồi thế tôi đã bước một thế tôi đã tạm thời bước một là về có tư duy tiếp chứ đúng không? Đến lúc mẹ làm mày quá rồi xong đến lúc vào tôi chết mẹ rồi tôi xong rồi. Này tôi là ngay cái thủ đã khác cây bao nhiêu rồi. À mẹ mất heo rồi. Về kiếm một cái đầu rồi rúi nó vào đây nhỉ. Nhà em có mấy cái nho mọc rồi. Đục ở đây rúi cái đầu nó vào cái cây con này. Rúi đầu nó vào. Rúi đầu nó vào đây này. Bò ăn cái dễ này ra. Nuôi cho nó ép cho nó lở. Bò ăn cái dễ ra cắt nửng nó ra, cắt nửng đến đây bắt đầu là rúi con vào đây này. Đục xong rồi cắm đầu nó vào. Thế là thành một cái chân để đây. Đấy thì nó bởi vì nó bị ấy thế thì quyết thì mình phải cố gắng để mình làm để cho nó có ấy chứ mẹ thì ghép thân còn được chứ ghép dê thì có cái dê đục này tạm nghịch thì đục chứ còn đâu thì tư duy nó phải về đêm đúng không? Đen óc là nhưng con này thì nó chỉ có tiền này thôi, làm này thôi nó không phải là cái đồ ấy, nó khá nó sạch rồi, làm mình không phải sạch sẽ rồi. Hôm trước mua cây quả thằng Sất lấy anh lấy tiền về hạ, ui giời nhớ mẹ thì mệt ngày dưới đây anh ạ, ngày dưới xong rồi đục cái gốc của nó, cái gốc này còn thích hơn cái ngọn, cái gốc này còn vì sao lại thích hơn cái ngọn? Thằng đôi. Gốc con đẹp hơn thì ngọn. Nãy to rồi. Con gốc em đục ra thành con 5-6 đầu. Nó là con ốp mà. Đấy, ngon rồi. Ông mà muốn về tư duy tiếp thì bế.